Mà bot đang chui mà lại gặp ông bán bot. Ai thật. Chui này. Ui. Có nó. Ui, 10%. Ngon, ngon nha. Anh em ai cũng tạm được nha. Để mình xài luôn. Thì ra được cái này là nó cái nó khá là hít. Có 10% là cũng khá là ổn rồi. Rồi. Tiếp tục. Hên rồi đó. Hên. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game Emulite anh em ơi. Thì hôm nay ở nhà chủ nhật ở nhà cho nên mình cày một con EF bên này. Thì mình có cày được lên 100 lần reset rồi, 101 lần rồi. Thì top ở bên này thì nó mới có 121 này anh em ơi. Thì mình cày một vài tiếng nữa là sẽ theo quyền top thôi. Tại vì top nó giới hạn một ngày nó chỉ được reset 3 lần thôi anh em ơi. Và hôm nay mình mới gom được mớ bot Khundun để mở test cho anh em xem. Thì cái bot này á, anh em có thể đi blood và có thể nộp quest á, để được cái bot này nha anh em ơi. Đi tổ đội nộp quest là anh em sẽ được hai bot này một người. Và bot này cũng có giá nha anh em ơi. Có nghĩa là anh em nó đang giao bán là 4 đến 5k một bot Việt Nam đồng nha. Còn chào bán ở trên này thì cỡ 5k WeCoin nha. Thì cái con game này á thì Admin nó không có bán đồ mà nó chỉ có cho là nạp WeCoin thôi. Ngoài ra nó không có bán đồ cho nên anh đồ đạc là anh em chỉ có đi săn bot hoặc là đi mua đi cày cái bot này rồi mở ra hoặc là mua bot này rồi mở ra thôi hoặc là mua của người chơi khác chứ không có thể mua được của Admin nha. Thì Ngọc với B là nó có cái khác, khác chỉ là giá trị. Thì thời gian dịch này mà anh em muốn kiếm con game để anh em cày mà nó lâu dài á, với lại đồ đạc nó có giá trị á, để cày được kiếm tiền á, thì anh em có thể vào chơi con game này. Thì nó có sự kiện công thành 9 và hiện tại thì đang khá là đông nha. Đồ đạc của nó là chỉ có 3 ốp thôi. Thì anh em có thể cày gì xếp hoặc là anh em có thể treo để không có săn bot được, có thể treo ngọc để bán hoặc là treo ngọc để mua đồ. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái bot này cho anh em xem. Thì đồ của mình là đang mặc đồ trong shop nha anh em ơi. Có nghĩa là đồ trong shop là nó đã bán đồ excellent cùi cùi như vậy rồi. Thì để bây giờ mình sẽ test cái bot này mình mở cho anh em xem. Ngọc ngọc bên này thì cũng khá chỉ là có giá trị 7-8k một viên đấy anh em ơi. Bây giờ mình sẽ test thử cái bot này thì cái ra đồ excellent đấy và ra ngọc nha đấy. Bây giờ mình sẽ ném hết xem là nó có được món nào ngon không, giá trị không. Rồi tiếp tục. Ui mình mở bot khá là nhỏ anh em ơi. Đi đến đâu nó cũng xui rồi. Mới nói xong được. Ui. Được cái tay hồng long nha anh em ơi. Thì ở bên này tối đa là nó là cái bot này nó mở ra là cái đồ mát là đồ 380 rồi. Thì anh em kiếm đồ 380 nhưng mà cái ốp nó ngon là được rồi. Nói chung là cái này giảm sát thương tạm được. Nhưng mà mình cần đồ EF. Rồi lại ra Kre tin ngọc. Tiếp tục chức. Rồi, đồ 380 có DK, test quyền năng, sở quỳnh lấy hên anh em ơi. Chức. Rồi, test này là set thần ma, test này là set của sâu anh em ơi. Set Thái Bình coi, ui sao ra đồ sâu không vậy, mình nhớ mình đâu có chơi sâu bên con game này đâu. Không có chơi sâu con game này mà. Mát nhọn anh em ơi. Mát nhọn. Bà mẹ nó. Đứng nó ghen đấy nha. Ôi ơi. Nghĩ sao vậy. Má ơi má.
Rồi về về nơi sinh ra của nó đi, không đứng trên này, đứng này đông quá nhiều khi nó lát anh em ơi. Rồi dứt đó, nó ra đồ DK làm cái lại cũng như cũ, đi thắt cổ đây bà mẹ đó. Thì bên này mỗi lần công thành 9 khá là đông nha anh em ơi, để mày hôm nào mình canh có công thành 9 bà mẹ đó. Thắt cổ cũng không yên anh em ơi, canh có công thành 9 là mình like cho anh em xem nha. Đó trời ơi cái chuyện gì vậy, có nhỏ dữ vậy, được mấy cái đầu hên hên tưởng là ngon này, em bùa này dứt rồi được mình like. Rồi hồng long rồi, hai món hồng long, món này thì lại cùi, quan trọng là cái ốp ngon thôi anh em ơi. Rồi quyền năng này, rồi hai món luôn, ui món này khó vip luôn nha anh em ơi, quá ngon luôn nha. Ba ốp mà dám sát thương rồi phản hồi sát thương với khả năng tránh đòn đúng đúng bài luôn, cái này là gọi là ngon nha. À, cái món này là gọi là ngon nhất rồi, những cái dòng là gọi là dòng đỉnh nhất rồi. Tiếp tục à, mấy món như vậy đi. Ôi dòng cùi, ui được cái này dòng ngon thế, dòng ngon thế, ui dòng ngon thế, ui lại gần thằng 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 chó thịt lợn này là nó lại ra gen này à mẹ bạn với bè. Rồi cắt đi cắt đi, ôi được mỗi cái này là ngon thôi, lấy thêm mấy boss này ra mở coi, hãy thử xem là nhân phẩm tao. Rồi xung mana không, rồi xung nữa và mẹ nó hai y chang nhau, ui hai cái y chang nhau kìa. Ừ, hôm bữa có anh em nào comment bảo view đứng một chỗ mà mở là nó sẽ bị đúp đồ, đúp đồ cho nên phải di chuyển đấy nha mày, di chuyển lại ra gen và mẹ nó cay nhờ. Bên này EF combo khá là phê nha anh em ơi, EF là nổ combo bùm bùm luôn á. Nhưng mà bên này thì anh em để cho chút xíu mình qua bên kia PK thử, mà đồ mình thì vậy thì chưa PK được đâu, nhưng mà để mình đi kiếm cói mình test ép thử combo cho anh em xem. Rồi dứt rồi hồng long nữa, hồng long đồ, dòng cùi hồng long dòng cùi, rồi thần ma này, thần ma cũng được một dòng một nè, đang server một nha anh em ơi. Rồi tôi ra sông không vậy, mắt nhỏ anh em ơi. Rồi lại sông nữa và mẹ à, cũng ngon cũng ngon. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy à mẹ, cay nhờ, có một đống boss mà mở ra đồ đồ class khác không anh em ơi. Rồi tiếp tục sờ win lấy hên coi, sờ win lấy hên à mẹ, đổi server quá, đổi server quá đó, lại ra sum lại y chang ở khác cái kia chút xíu, khác một chút xíu. Rồi sâu sâu hồng giảm sát thương khả năng tránh đòn, rồi cũng tạm được này anh em ơi, ngon đó, tạm được đó. Rồi lại sum nữa bà, ra đồ sum không mà. Rồi thần ma cũng được, nhà lấy vài món quay ép rồi đen nữa, vài món quay ép rồi, ui rồi ra cái ép có rửa ép nữa, rồi lại ra sâu sâu dòng nó là còn tạm được chút xíu. Rồi giờ ép nữa sao, gen nó ra còn nhiều hơn đồ đấy anh em ơi,
chắc đi mua cho rồi anh em ơi, mấy trăm k bitcoin chắc đi mua cho rồi. Bot kiểu này toang anh em ơi, ra class khác đổi đó, gian không kìa, gấu nó lụm hết rồi, thần ma không được một món sau ef luôn. Ui rồi, ui sắp được cái set sâu này, đồ 380 là ngon nhất rồi, ngon rồi rồi nữa. Trời ơi, hết ra gen thì nó ra chào. Thôi bây giờ mình đi mua anh em ơi. Thì bên này nó công thành, thường thường là nó công công thành vào thứ bảy hoặc chủ nhật anh em ơi. Giờ mình rảnh là mình sẽ làm video cho anh em xem, hoặc là đi like cho anh em xem. Để mình đi đi ra chợ mình coi có đồ sâu ở đồ EF ô mai hết chưa rồi. Thì đây là anh em nó bán hết hàng. Đi kiếm set đồ thần hả? Đây mấy ông này bán có 5k đồ này 10k, có dòng ngon mà cũng 10k, dòng 10% cũng 10k anh em ơi. Nói chung cái đồ này anh em là chỉ có đi săn mới có thôi nha. Đây, khá là rẻ, về khá có là khá là giá trị nha anh em ơi. Một món này mà có là có 3B à, B là tầm 7-8k đó. Rồi set có EF đây, không có món gì có đây. Ui ui, dân chơi nào bán đồ đây. Ui ông nào không bán gần như là một cây rồi, mà dòng nó cũng không được ổn lắm. Được có một cái này là dòng ngon này, này có 10% bán 20k, hay đập lên cộng 11 rồi, 21 cộng 11. Đây bot này nó lại mua mấy bot nó mở anh em ơi, mở bot đang xui mà lại gặp ông bán bot ai thật chui này. Ui có nó, ui 10%, ngon nha anh em ơi, cũng tạm được nha, để mình xài luôn. Thì ra được cái này là nó cái nỏ nó khá là hiếm, có 10% là cũng khá là ổn rồi. Rồi tiếp tục, hên rồi đó, mua là hên rồi đó. Ui lại chào hên rồi này. Ui Flaming anh em ơi, huyền thoại. Ui mới nói hên xong bà mẹ nó cay, nhờ lại đi mua tiếp hả? Ôi ông này ông bán có 4 bot này. Đó. Đã bỏ không có muốn đập rồi, nhưng mà ô. Alo. Rồi. Đã bỏ không có muốn đập bot nữa rồi mà đang bán 5 bot 5k tự nhiên đi qua đây gặp 4k. Kích thích xong mua được. Ai thật. Rồi, ơi. Ôi, ôi. Tiếp tục. Ôi, sao ra cái gì không vậy? Lúc giờ chưa ra nổi một món EF anh em ơi. Mở EF phải lấy class khác mở anh em ơi. Lấy class nam để mở ra đầu nữ. Trời ơi, ra gen không kìa. Giờ đi kiếm đồ mua thẳng luôn. Không bán đồ EF cái đầu. EF phải bán đồ EF không? Cùi vậy. Bên này anh em mà gì xét mát thì anh em chỉ đi treo về để treo để lấy ngọc thôi. Cắm treo lấy ngọc. Ngọc đang giao dịch chính ở trong này. Cây nhờ. Bán không ai bán đồ sum ở đồ sâu luôn, ở đồ EF luôn. Ở đầy dương luôn rồi, để lấy mấy cái này ra có đi mua. Mình có thể mua bằng B được anh em ơi. Ở cái này nó cũng có cái ngân hàng
ngân hàng Chao luôn, ngân hàng Ngọc á, có nghĩa là anh em có thể gửi vào trong này. Rồi đây này giống như cái này, anh em có thể đây anh em nhấn Ctrl là anh em gửi vào đây. Thì anh em gửi vào đây á, mà đến lúc anh em có muốn lấy á nha, thì anh em ví dụ như số lượng anh em muốn lấy thì anh em chỉ nhấn vào một, nhấn vào cái mũi tên đây, 10 là Vin thì anh nhấn vào mũi tên, hoặc là lấy hết lấy cái cuối cùng đây, đỡ phải giải nén nha, đỡ phải đi gặp cái thằng cha mập mập cũng bia kia, là khá là tiện, nó có cái tính năng này cũng khá là tiện nha anh em ơi. Đập đập đồ ngày một thời đập đồ, ui có thế 4B hả, là mình giải nén xong rồi mình lại phải nó đầy dương á, mình phải cái này giống như giải nén, mình giải nén một cái này ra, nếu đầy dương là anh em nhấn nhấn gì lên, rồi anh em nhấn Ctrl rồi kích chuột phải vào nó sẽ gửi vào trong cái ngân hàng này cho anh em đấy, chống dương. Và đến khi mà anh em muốn lấy ra phải không, đây đang có 10 viên, anh em muốn lấy một viên ra thì anh em nhấn vào cái mũi tên này, nhấn vào cái mũi tên này gửi vào đấy, khá là tiện cho mình, đỡ đỡ phải đi giải nén đi giải nén lại á. À, này xui quá, đây có mấy ông dân chơi nào, ông nào đang đứng top đây 122 vậy anh em ơi. Thì mấy ông này là chứ một ngày là chỉ reset tối đa được 3 lần, mình sẽ theo kịp. Rồi để mình lên trên đây mình combo thử cho anh em xem. Đây khói khói nó trâu quá thì nó nhanh chết, combo cũng khó. Đây có người đang chen rồi, anh em có thể sắp skill ba cái skill này này là anh em có thể nổ combo, đánh đều là nó có thể nổ combo. Glass nào cũng vậy, để có gì mình sẽ để cái link mà skill combo của từng glass á ở dưới màn hình cho anh em có thể xem. Ép là nó có thể đứng từ xa nó combo được nha anh em ơi, khá là tiện. Ê, băng kìa, thấy chưa, nó muốn băng băng ngay đây luôn. Đây là một không có PK. Thôi bây giờ mở boss xui quá, không ra được mở món này ép luôn anh em ơi. Mấy cái này thì mặc tạm thôi, tại vì trong shop là nó đã bán đồ như vậy rồi, thì anh em chỉ đi kiếm đồ ngon mà up lên thôi. Đây này, đó đấy. Thôi lại đi cày reset tiếp anh em ơi, để mình qua server 2, server 3 đi cày reset. Đây đây mấy server này là có PK hết nha anh em ơi. À, server 3 là không PK đấy, không PK là khá là đông này, server này là có PK này, để mình qua bên này mình treo. Rồi à, đây coi này không PK mình treo cho nó tiện thôi. Video mình lại xin kết thúc tại đây nha. Gặp lại anh em những video sau nha. Để phải kiếm được set đồ nào ngon ngon rồi mình đập lên rồi mình làm video nó cho anh em xem anh em ơi. Chứ còn mở boss ui quá cũng vậy. Không ra được nổi món này ép thì phải đi đổi mấy món kia. Mấy món đồ này thì được có cái này. Thì mình sẽ đi đổi rồi mình gom lấy một set. Đập lên rồi đi PK cho anh em xem. Cái này PK là combo phê lắm. Bye bye mọi người nha, chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.